Xin chào cả nhà mình nha. Sáng hôm nay họ kỹ thuật Mỹ xin phép giao lưu cho anh em mình một cái cây hải châu. Cây này thì nó là một cái cây dáng trực tông cao nha, nó bay nó lắc nè. Thứ nhất là mình quay cho anh em mình xem cái bộ đế trước nha. Đây cái bộ đế của nó ra nha anh em. Phôi khai thác nha, chứ không phải là cây trồng hạt nha anh em ha. Bộ đế nổi đẹp này, bộ đế nổi 24 giờ nha. Tất cả các bên đều đế trải đều nha, đế trải đều anh em nha, nhìn đế trước nha. Đó, đế trải đều nha anh em ha. Trải đều rất là lực và rất là khỏe luôn. Đó. Trải đều rất là đẹp này ha. Anh em yên tâm nha, mạch nào cũng có rễ, mạch nào cũng có. Đế trải đều rất là đẹp. Rồi, tiếp theo. Về kích thước của cái mình bẻ cái xuống cho anh em mình thấy rõ nha. Bẻ xuống rồi bữa nào anh em mình bật lên để bóc phân. Đó, hơi cao cũng chưa thấy rõ lắm thôi. Về kích thước chỗ này thì nó cũng như ngón tay cái nè. Nhỏ ngón tay cái một xíu cho anh em tha. Từ này nó lắc lượng lên, nó có một cái lắc lượng lên đi lên nha. Nó lắc rất là duyên anh em mình nhìn này. Đây là cái mặt tiền nó này. Đó, nó lắc anh em tha. Còn cái mặt sâu nó, anh em mình nhìn mặt sâu cũng thấy nó cái độ lắc nó. Đó, nó lắc lên như vậy nha. Chiều cao của cây thì chiều cao nha. Tầm khoảng là 25 đến 30 cm. Nếu anh em mình nuôi ngọn đầy đủ nữa tầm khoảng 25-30 cm. Cái này toàn mới có đi kiểm nước một thôi, còn tạo cái tạo tác cơ bản cho nó này, có cành một này, cành một cái cành xương của nó này, cành một này. Anh em mình nhìn này, cành một cành xương rất là dày luôn rồi này. Đó, cành xương này, nè những cái điểm dương này, một cành này, một chi điểm dương này, hai chi điểm dương này. Đó, toàn bộ anh em mình về lót mình bẻ cái điểm dương, nếu sau này nó mạnh nó khỏe anh em mình đi nước hai. Đó, hôm nay về anh em mình chơi đi năm sơ cho anh em mình sẽ đi nước hai thì nó sẽ đẹp. À, cành một nó xuống này, cành hai này anh em thấy cành hai bên đây không? Cành hai này, cành hai cành xương nó cũng dày rất là này ha. Một cành hai nhá, phía sau nó có cành phong nha, phía sau có cành phong này rất là kín nha. Đó, cành phong phía sau này, cành phong sâu này, đây là cành này, cành phong phía sau này anh em mình nhìn tự nhiên cái chỗ đây nó kín này, nó kín thân mặt sâu này, rồi lót ở trên nó cành lót cành phong hai trên đây cũng kín luôn này, cành xương cành phong hai rất là dày này anh em mình nhìn từ đây lên rất là dày luôn nha. Từ đây nhìn qua anh em mình nhìn cái mặt sâu rất là dày. Đó, còn cái mặt tiền phía trước là toàn để trống. Mặt tiền phía trước thì nó có một cái chi chỗ này cũng lót lại mặt tiền ngay chỗ đây, cành phong nè, nó có một cái chi toàn đi kẽm lót lại ngay chỗ đây, ngay chỗ cái con này là sâu, nó ngay chỗ đây nó nứt một cái mầm ở chỗ đây, toàn để chia lại chỗ mặt cắt nha anh em, chia lại ngay chỗ mặt cắt mặt tiền này. Đó, thì anh em mình cái cây này chi này anh em mình cứ nuôi như vậy thôi, nuôi cành xương ra lót lại ngay chỗ cái mặt tiền này một xíu chỗ này thôi là anh em mình sẽ có một cây rất là đẹp luôn. Chắc chắn là ngay chỗ này nó sẽ nứt mầm ra cái mặt tiền này, chắc chắn luôn nha anh em. Đó, đó. Còn quay gần cho anh em mình xem đây kia. Anh em mình nhìn này, cái cây nó lắc lên được nha. Ngay chỗ đây này, có một cái chi. Ngay chỗ đây. Anh em thấy cái chi mà có cần kiếm này không? Toàn bể nó qua đây đúng không? Ngay chỗ đây nó sẽ nứt một cái ngay một lá này, người ta chia lại chỗ đây nữa thì nó sẽ chia cái mặt cắt ở chỗ đây. Nhưng mà mặt cắt này sau cái cành này nó kéo xẹo xuống là nó sẽ bỏ mặt cắt ra thôi, không có mặt cắt đâu. Đó, tại vì toàn dạt xéo nó lên rồi đó. Anh em nhìn không? Cành một, cành hai, cành phong phía sau rất là dày luôn rồi. Rồi, cái cành này lót lại này. Anh em mình nuôi cành xương cho cành này lót lại dày nữa là ok. Đó, cành này lót sâu, cành này cái chỗ này anh em mình không cần nuôi ngọn nữa nha, cần thì chúng ta nuôi một cái ngọn nhẹ chỗ đây để lót ra cái mặt chỗ đây, lót ra cái mặt trước này để cho cái mặt tiền nó kín. Đó, còn cái thằng này cành xương của thằng này chúng ta lót lại đây. Đó, chúng ta sẽ nhìn cái cây này nó rất là ở cái mặt sâu này kín tàng nha anh em ha, mặt trước này để về nha, cây rất là khỏe anh em yên tâm nha, rễ đi phía dưới là rất nhiều này nha. Rồi anh em là chốt cái này thì bóc toàn nha, xây một vòng cho anh em mình xem nha. Thấy vậy chứ những cây này nuôi rất là lâu rồi nha anh em ha, đào núi về là mình dâm ủ là mất 1,5 năm, chia cành ra cắt giật đi tay nước một, cắt giật hết gọt mạch cắt làm sao để đi nước một, và nuôi thêm mất là 4-5 tháng nữa thì nó sẽ ra chi ra xương khổ như thế này, gần mất 2 năm đến 2,5 năm nha anh em là được như thế này. Anh em mình nuôi thêm nữa thì ra nước 2, nước 3 thì mất cũng phải là 5 đến 7 năm thì chúng ta sẽ có một cây cơ bản hoàn thiện thôi, chứ gọi là chưa gọi là cây xuất sắc nha anh em ha. Nhưng mà cái dòng này nó đặc thù một cái nữa là có hoa và có trái, cứ già cành này sẽ ra hoa, nó sẽ ra vào đầu tháng 5 anh em yên tâm nha. Trái rất là đẹp, hoa rất là đẹp nha, toàn chỉ cho anh em mình xem mẫu cái trái nó.
Ở đây thì toàn bán đa phần là giá sinh viên thôi anh em ha. Trái nó này, trái thì khi mà nó mới ra thì nó còn xanh. Nó xanh như thế này. Đó. Rồi nó chín dần thì nó sẽ có màu vàng, ngã vàng như thế này. Ngã vàng vàng như thế này nha anh em ha. Rồi nó sẽ chín đỏ này. Rất là đẹp nha. Cây này toàn mới bị kẽm lại nên là nó chín đỏ này. Nên là nó cũng chưa gọi là vào khuôn khổ gì lắm. Nuôi lâu lên xíu nữa mới ok. Đó, như cây này cành xương nó cũng ok rồi. Cây này cành xương còn trống nhiều. Đó, nhưng mà nó trống thì anh em mình bán giá sinh viên thôi. Giá ai chơi cũng được nha anh em ha. Đó, những dạng như thế này toàn sẽ bán những dạng như thế này sinh viên thôi anh em ha. Đó, cây này thì nó cái chỗ này nó chưa kín này, nhưng mà sau nuôi nó cũng sẽ rất là đẹp. Nó là dáng dáng trực bay bay. Còn như cây này là cây văn nhân này anh em mình nhìn này hả, cũng rất là duyên ha, rất là duyên, rất là hay luôn. Đó, anh em nhìn này không, cây rất là hay luôn ha, xương nó đầy đủ hết, bộ đế nổi đẹp trải. Những dạng này toàn giao lưu anh em mình là 250.000 cộng giúp cho toàn là 30.000 tiền ship nữa, là 280.000 bao ship xuất khẩu toàn quốc cho anh em mình luôn. Đó là chưa tính công nuôi, chưa tính tiền kẽm, chưa tính cát và bầu, chưa tính việc là tiền ship là mất 50.000 cộng thùng xốp này nọ nữa nha anh em ha. Cây rất là rẻ rồi, không có gì mắc đâu, 250.000 từ công cán rồi hết ra mất, bỏ cái công chăm nuôi không thể nào tính mà cho sẻ được hết nha anh em ha. Rồi mình chỉ tính cái chuyện là công đóng gói này, băng keo, kẽm, thùng xốp, với tiền ship thì mất bèo gì cũng phải 100.000 rồi. Thì hai cây này 280 mà bao ship thì anh em mình cứ trừ hết ra 100 đi, còn bán cái cây 180, nuôi 2,5 năm bán 180, vào tay vào kẽm hết. Cho nên là không mắc đâu nha anh em ha, giá cực kỳ sinh viên cho anh em mình luôn. Đó, anh em mình lấy về chơi nha anh em ha. Toàn bán không bao giờ mắc đâu, tại vì coi của toàn là coi tự đào núi về, toàn tự tạo tác, tự phá đó. Ngày xưa mình làm mình bẻ tay mình đào những dạng như thế này là anh em ai cũng la. Coi vậy ai chơi thôi anh em ha. Bạn cái anh em mình chưa thấy những cái cây mình đã vừa bán vừa tâm sự nó vui nha anh em ha. Lấy những cái cây nhìn nó xấu mà nó nhỏ mà nó thẳng thì đâu chứ không phải gì đâu. Đây, giờ các bạn mà chưa tạo tác nha, các bạn nhìn những cái cây mà còn đi tây mà chưa chỉnh sửa này, nhìn nó rất có ra cái hồn gì đâu, nó gom ôm mà đó. Vừa thẳng mà vừa gom ôm mà vừa gì đó, cả đống cả vườn nhìn như củi khô nha anh em. Bên đây nữa này, nhìn như củi khô vậy chứ không phải. Rất là nhiều luôn, như củi khô các bạn. Nó thẳng mà nó xấu lắm, chứ không phải được như vậy đâu. Đây, như cây như vậy anh em mình nhìn. Đó. Chứ không phải tự nhiên nó đẹp đâu. Rồi mới tạo tác, mới cắt chi cành, bỏ chỗ nào, bỏ chỗ kia, rồi cưa để cho nó có những cái co rồi tạo ra một cái cây nha anh em ha. Nên là mà bán giá đó thì anh em mình yên tâm nha. Tại có nhiều anh em nói giá cao quá, không mua được, nên là hôm nay toàn tâm sự một xíu thôi. Anh em nào mua được thì inbox toàn nha, có rất là nhiều cây rất là hay. Nhưng mà để toàn tắt máy toàn quay cái toàn quay lại những cây đã vài cây để giao lưu nha. Những cây mà thành phẩm toàn quay camera trước cho anh em mình xem nha. Đây những cây mà toàn đã tạo tác cơ bản như thế này nè. Đó, anh em mình xem được cây nào thì inbox toàn nha. Toàn bán cũng rất là nhiều rồi, bán quanh năm. Cây đẹp thì toàn để trên shop trên cao, trên shop ở nhà trên kia thì giá cả nó cũng cao hơn tiền hơn một xíu. Gọi là những cây mà thường chậu rồi nha anh em. Ở những cây tông cao như thế này mới đi 1-2 nước anh em thơm. Nó cũng ra ho hết rồi. Ra ho hết rồi. Ho gì? Anh em mình xem một lượt được cây nào anh em mình chốt.
chân rễ cũng có nè anh em ha, chân rễ ôm đá này đó. Cây nằm chậu tượng cũng có luôn này nè. Rồi cây tầng bay bay như thế này cũng có luôn, chân rễ cao như thế này cũng có luôn nè. Cây dáng văn nhân gió lùa đó, đây văn nhân trồng ở chậu nè, chậu tượng nè. Đó, đây cũng văn nhân nè, tạo hình cơ bản như vậy thôi. Cái này dáng trực nè, trực tông cao nè, anh em thơ đế rất là đẹp nha, lách nè. Đó, cái này cũng văn nhân nè. Cái cây này xưa nó thẳng rồi, nhìn nó ghê lắm chứ phải gì nha anh em ha. Đó, mình tạo tác lại, mình cây nào nó bay cho bay, cái nào nó đổ cho đổ nha. Cây đổ kia cũng cây đổ bay nè, rất hay nè ha. Nhỏ nhỏ phía sơ trồng chậu cao nha anh em ha. Đó, cây này dáng văn nhân này cũng rất hay nè. Đó, cây có một xíu thôi, nó được cái lách cái co trên cao thôi. Đó, nuôi lại bể làm văn nhân. Cây này cũng như văn nhân mà. Đó, cây này tạo tác từ từ hết anh em ơi. Đó, còn nhiều lắm. Đó, như đám rừng, đống rừng đây. Mà những dạng này toàn chưa sửa, cứ để toàn bể nước mồ, toàn để im ấy. Đó anh em ha, không phải tự nhiên có một cây đẹp đâu. Đó, nhìn nó gốm mồm hết thôi. Chứ mà cành chi nó lớn hết rồi là mình sửa lại, tạo tác lại nha anh em ha. Nó như đâm rừng hết vậy đó, nó xấu lắm. Rồi phá cắt giật lại đây, như cây đây này, nó thẳng này. Phá biết bao nhiêu lần rồi này, cắt bỏ biết bao nhiêu cành chi đó. Giờ nuôi lên đây chờ tiếp này nha anh em, chứ không phải dễ gì đâu. Cái này cũng vậy nè anh em thân, phá biết bao nhiêu lần rồi, để cho cái cành nó nuôi nè, nó đúng nè. Rồi chờ đi kém nè, đúng anh em ha, cực kỳ lâu nha, rất là nhiều luôn nha anh em, không phải đơn giản đâu. Đó, anh em mình bán giá đó rồi ok, anh em mình chốt được chốt chút toàn vui nha. Đó, như cây này nè, phá nè. Đó, bây giờ chờ nó nè, cành, giờ anh em mình thấy nhìn kỹ nè, góc này không, cắt giật nè. À, cành 1 nè, cành 2 nè, nuôi ngọn lên nè. Đó, thấy chưa? Đó, hai bên đây thì chờ coi có cành nào đúng thì chúng ta lót cành phong thôi nha anh em ha. Thì nó mới ra được, nuôi rất là lâu nha anh em. Đó là tay này vừa rồi, tâm sự vui thôi nha anh em ha. Anh em nào rành rồi thì đừng la toàn, còn anh em nào chưa rành thì mình tham khảo được cũng được cái gì được nha anh em ha. Đây cắt trực này, nó thắng đuột này, xấu ồn. Thằng này nó có mệt, lên mệt ngủ như thế này chắc mai mốt phải cắt nữa, còn không mình để đây tạo cái co dưới đây là baby làm văn nhân này, nó xấu lắm anh em. Hàng này là hàng cảo đó, chứ ngày xưa toàn bán nhiều cây đẹp lắm, hàng cảo nha anh em ha, cảo lại đó, cảo lại nó xấu thì mình làm cho đẹp văn nhân mà, cây cảnh mà. Đó, cây này hay nè anh em, sao hay không? Cây này là cây nãy toàn nói giao lưu đó, 280 bao ship nha anh em ha. Cái này cũng vậy nè, cái này giao lưu luôn nhé. Cái này quay đầu tiên nè, 28 bao ship nha anh em ha. Nó ra cái đường nét cơ bản rồi, anh em mình về nuôi xương thôi thì toàn sẽ bán, còn cái nào nó chưa ra đường nét thì toàn sẽ không bán, chưa bán nha anh em ha, để về anh em mình nuôi nó dễ. Rồi ok, toàn xin phép xuống video nhé, chào tạm biệt cả nhà mình nha. Đó, cả nhà mình thấy ưng cái nào thì inbox chốt giúp toàn. Toàn xin cảm ơn, chúc cả nhà mình buổi sáng thật là nhiều vui và sức khỏe nha, chào tạm biệt cả nhà mình nha.